17. Quốc có quốc pháp, quân có quân quy. Phải có lời giải thích cho chuyện này. Anh không cần hỏi tại sao, chỉ cần chấp hành mệnh lệnh. Còn nữa, nói với cấp dưới của anh, không được để lộ bất cứ thông tin gì, nếu không xử lý theo quân pháp. Trung đoàn trưởng, chuyện này anh xử lý như vậy tôi không phục. Trung đoàn chúng ta tuy thiếu người, nhưng không thể có những thành phần lừa lọc như vậy. Anh im miệng đi. Anh là trung đoàn trưởng hay là tôi? Không phục thì về nghĩ kỹ lại xem. Chuyện này quyết định như vậy. Trần Quốc, tuân theo lệnh đi. Lý Chấn Quốc này càng ngày càng không ra gì. Anh ấy là người tính tình ngay thẳng, nhất thời không hiểu được cũng là chuyện bình thường. Lát nữa tôi sẽ khuyên nhủ sao. Chuyện này không thể để cậu ta biết được. Tôi biết rồi, tôi sẽ nghĩ cách khác. Trung đoàn trưởng, hay là để Quốc Vũ tìm một phòng khác để ở, tránh chung gia chạm với Chấn Quốc. Không được, đóng quân một mình thì càng lộ liễu. Cậu đừng có quên, trong Nghi Thành không chỉ có mình trung đoàn chúng ta. Cũng phải. Trưởng quan, trưởng quan, em trai tôi đâu? Ai là em trai anh? Chính là người mà canh áp giải vào đó, là tiểu đoàn trưởng Triệu của chúng tôi. Tôi khinh. Tôi chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như các người. Giả mạo bộ đội của tôi, lừa gạt vật tư, chớp mắt đã thành tiểu đoàn trưởng rồi. Muốn gì đây? Rõ ràng đó là tiểu đoàn trưởng của chúng tôi. Trước đây là đoàn trưởng đoàn dân quân chúng tôi. Anh đừng nói nữa. Rốt cuộc anh ấy đâu rồi? Tôi bắn chết rồi. Quốc Vũ, tôi liều mạng với anh. Anh hùng kháng Nhật mà cũng giết sao? Anh có lương tâm không? Quốc Vũ. Được rồi, đừng có la hét nữa. Bỏ súng xuống mau đi. Nói thật, lần này tôi thật sự muốn dạy dỗ đám lừa đảo các người. Tiếc là chuyện không như ý. Để hắn được lợi, cứu tất cả mọi người rồi. Có ý gì? Ý là anh Quốc Vũ không sao à? Không sao hết. Bây giờ cậu ta là khách quý của trung đoàn trưởng chúng tôi đó. Thật không vậy? Thật vậy sao? Xảy ra chuyện gì vậy? Trung đội trưởng Lý, dẫn họ vào nhà sau, thu xếp chỗ ở. Tiểu đoàn trưởng, anh không làm đó chứ? Tại sao vậy? Tại sao hả? Tôi còn chưa biết tại sao đây. Chấp hành mệnh lệnh đi. Mau 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 cởi trói đi chứ. Phải rồi, mau cởi trói đi, nhanh đi. Mau cởi trói đi, nhanh lên. Tự thu dọn đi. Đi thôi. Trưởng quan à, quý gì vậy hả? Sao để chúng tôi ở đây chứ? Anh ta mới nói Quốc Vũ leo cành cao trở thành khách quý của trung đoàn trưởng là quý gì chứ. Tôi cảm thấy chắc là không sao rồi. Tôi nói cho nghe nè, đừng có lo nữa. Tiểu đoàn trưởng Triệu ở hiền gặp lành, lần này đi mọi việc diễn ra suôn sẻ bình an. Vậy sao nấy còn chưa về nữa? Phải đó, anh Quốc Vũ đâu rồi? Đừng có lo nữa, lát nữa sẽ về thôi. Được rồi, được rồi, mau dọn dẹp nhà cửa đi. Sao phải dọn dẹp chỗ này chứ? Tiểu đoàn trưởng, đám lừa đảo đó đang làm gì? Nhổ cỏ, dọn dẹp vệ sinh, làm việc rất hăng hái. Đúng là không coi mình là người ngoài. Tiểu đoàn trưởng, trung đoàn trưởng thật sự tiếp nhận họ sao? Chẳng lẽ là giả? Vậy tên họ Triệu đó có quan hệ gì vậy?
Không biết nữa. Nói chung là có quan hệ bất thường. Họ Triệu đó dù gì cũng là một người kiên cường. Đáng tiếc không đi đúng đường, bên cạnh lại có một đám người không ra gì. Tôi nhìn mà còn khó chịu. Tiểu đoàn trưởng, vậy bọn họ tiểu đoàn 1 của chúng ta sao? Ở cái gì mà ở? Muốn vào tiểu đoàn 1 của tôi hả? Đâu có cửa. Vậy sao trung đoàn trưởng cho họ sau nhà chúng ta chứ? Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Theo tôi đoán thì trung đoàn trưởng để mặc tên họ Triệu kia không thể không nhận đám lừa đảo đó, nhưng mà vẫn không yên tâm về họ nên mới để cho bọn họ ở chỗ chúng ta. Trung đội trưởng Lý, bắt đầu từ bây giờ cậu sắp xếp anh em cấp dưới thay phiên nhau giám sát họ. Một khi phát hiện ra mưu bất chính gì, lập tức báo cáo ngay. Rõ. Báo cáo. Vào đi. Tiểu đoàn trưởng, trung đoàn trưởng tới rồi. Trung đoàn trưởng, người anh em họ Triệu này của tôi, còn có anh em của cậu ấy, đã sắp xếp ổn thỏa hết chưa? Tất cả nhà sao? Đi, xem thử. Quét nhẹ nhàng thôi, đừng để bụi bay tùm lum. Các cậu cũng vậy nữa. Bên kia. Hội trưởng Triệu, dọn xong trong đó rồi. Nhưng mà không có giường chiếu, buổi tối phải ngủ dưới đất. Để quốc chủ về rồi tính sao. Trung đoàn trưởng Du tới rồi. Quốc vũ, quốc vũ. Tiểu đoàn trưởng Triệu tới rồi. Cuối cùng cũng về rồi. Mọi người lo lắng muốn chết đi được à? Về rồi hả? Không sao chứ. Không sao. Không sao thì tốt rồi. Trở về rồi. Có sao không vậy? Không sao. Nè nè, làm gì đó? Có quy tắc không vậy? Mau tập hợp lại đi. Tập hợp nhanh đi, nhanh đi. Mau tập hợp. Xếp hàng vào. Hai cậu đứng qua bên này đi. Qua bên này nè. Mau lên, mau lên. Mày giá. Qua đây, qua đây. Mau lên. Họ là đây là anh trai của tôi, hội trưởng nghĩa vụ quân sự Hương Khê. Tới tiễn quân. Chào trưởng quan. Tôi là Triệu Quốc Văn, anh trai của Triệu Quốc Vũ. Người cha quá cố mong anh em chúng tôi văn võ song toàn, phục vụ đất nước. Hội trưởng Triệu vất vả rồi. Đâu có gì, đâu có gì. Sao còn dẫn theo trẻ em nữa? Đứa trẻ này gặp ở trên đường, vừa hay biết thổi kèn, làm người thổi kèn ra tín hiệu. Ba người phụ nữ đó cũng là theo chúng tôi tới, được phân công làm người chăm sóc ở bệnh viện quân y. Sau đó bệnh viện bị nổ rồi nên theo chúng tôi đến đây. Bệnh viện à? Là bệnh viện quân y quân đoàn 18. Anh ấy giới thiệu chưa hết. Tôi là vợ của anh ấy. Đây là vợ của anh tôi, là Hỷ Mụi Tử. Đây là chị dâu của tôi. Tôi tên là Tứ Tam Thế. Anh tôi cũng là quốc quân. Quốc vũ, bên này của cậu quan hệ phức tạp quá ha. Nửa năm không gặp đã cưới vợ rồi hả? Đâu có, đừng nghe họ nói bậy. Không phức tạp vậy đâu. Chúng tôi, quỳ miệng đi. Vị này là trưởng quan, tôi tự giới thiệu vậy. Tôi họ Dương, tên là Dương Ánh Quy. Có người gọi tôi là Dương Lưng Cù. Còn có người gọi tôi là Dương Mây Giá. Đương nhiên nhiều nhất vẫn gọi là Dương Bán Tiên. Tôi có biết một ít về thuật âm dương, thiên văn địa lý, đọc sơ chiến lược binh thư. Bình thường bày mưu tính kế cho họ, gọi là quân sư. À không, hình như là các anh gọi là tham mưu phải không? Giả mạo bộ đội tôi lừa lấy vật tư, cũng là kế sách cậu bày ra chứ gì.
Đâu có đâu có. Chuyện đó là không phải tôi bày kế đâu. Tôi chỉ lo chuyện hành quân, nhân tiện lấy ít tiền. Những chuyện khác tôi không liên quan. Đúng chứ? Trung đoàn trưởng, lần này thấy rõ rồi chứ? Người ta còn dẫn theo cả quân sư. Quốc Vũ à, cậu nói với mọi người ý của tôi đi. Được. Tôi giới thiệu với mọi người, đây là trung đoàn trưởng của trung đoàn 149, Du Mẫn Chi, trung đoàn trưởng Du. Đó là trung đoàn phó Giang. Lần này chúng ta mạo danh nhận vật tư là lừa đảo đó. Im miệng đi. Tiếp tục đi. Chuyện này trung đoàn trưởng Du đã không trách tội. Hơn nữa còn đồng ý cho chúng ta chính thức tiếp nhận chúng ta vào trung đoàn 149. Từ nay về sau, chúng ta chính là quân chính quy của trung đoàn 149. Thật vậy sao? Trung đoàn trưởng Du, vậy có phải là chúng tôi có thể ăn quân lương, lãnh quân lương rồi không? Đương nhiên rồi. Quốc quân đương nhiên phải ăn quân lương, lãnh quân lương rồi. Quá tốt rồi, hay quá đi, có quân lương rồi. Nếu tôi đã tới rồi thì cũng nói với mọi người hai yêu cầu. Thứ nhất, đã là quốc quân rồi, sau này phải chú ý trang phục của các cậu, phải giữ hình tượng tốt đẹp của quốc quân. Thứ hai, sau khi các cậu vào trung đoàn, vẫn tiếp tục nghe theo lệnh của Triệu Quốc Vũ chỉ huy. Các cậu phải làm theo sự chỉ đạo của cô ấy, tất cả hành động phải tuân theo chỉ huy. Không thành vấn đề, anh ấy là người đứng đầu của chúng tôi mà. Phải đó. Mọi người còn vấn đề gì nữa không? Trưởng quan à, mọi người đã là quốc quân rồi, quốc quân chính quy, vậy thì phiên hiệu của họ, vấn đề của hội trưởng Triệu, tôi vẫn đang cân nhắc. Việc đặt phiên hiệu của quốc quân cần có trình tự nhất định, tôi sẽ báo cho mọi người sớm nhất có thể. Nhưng mà vật tư mà mọi người cần, tôi sẽ ưu tiên phát trước, sẽ không làm ảnh hưởng tới việc sinh hoạt và huấn luyện của mọi người. Đương nhiên, còn có quân lương, nhất định sẽ phát đúng hạn. Được rồi, được rồi, có quân lương rồi, tốt quá đi. Những việc sắp xếp cụ thể, trung đoàn phó sẽ thay tôi thực hiện. Được, tôi sẽ làm ngay. Mọi người, còn vấn đề gì không? Hết rồi, đâu có, không có. Quốc Vũ, còn vấn đề gì không? Không có vấn đề gì. Được rồi, các anh em, vậy tôi đi trước đây. Được, tạm biệt anh. Chị à, em cũng có quân lương rồi. Mọi người nghe đây, chuyện tôi đồng ý với mọi người, tôi đã làm được. Từ nay về sau, theo tôi đánh trận, nghe rõ chưa? Không thành vấn đề. Bây giờ chúng ta đều là quân chính quy rồi, đánh trận là bổn phận. Đã đảo chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản. Được rồi, được rồi, mau giải tán đi. Quốc Vũ, mau lấy chút nước đi, anh có chuyện muốn nói với em. Nè, hội trưởng Triệu. Nè, hội trưởng Triệu à. Nè nè, Khổng Cận Thị, tôi hỏi cậu chuyện này. Lúc nãy phiên hiệu mà hội trưởng Triệu nói là cái gì? Có phải như là đánh mặt trượt ở Tứ Xuyên mình hay không? Chính là coi thử có bao nhiêu lượt, sau đó tính tiền tính quân lương. Anh vợ ơi, sao chuyện gì anh cũng gắn liền với quân lương vậy? Rôm nọ cấm cầm bà kia. Em nói cho anh nghe, quân lương quan trọng tới vậy sao? Sao lại không quan trọng? Anh không biết gì hết. Đảng cách mạng người ta nhỏ tiếng thôi. Bát Lộ quân và Tân Tứ quân dưới sự lãnh đạo của đảng cách mạng, bên dưới có rất nhiều đội du kích kháng Nhật, hoàn toàn không có quân lương. Không có quân lương ai mà đánh trận? Người ta còn đánh thắng trận nữa đó. Cho nên quân lương, vật tư đều thu được từ bọn giặc và quân ngụy. Dễ dàng vậy sao? Anh nhìn anh đi, chuyện gì cũng nghĩ tới quân lương. Trong đầu của anh chỉ có tiền, tiền, tiền. Cậu thì không quan tâm tới tiền, từ sáng tới tối chỉ nhớ em gái tôi thôi. Trung đoàn trưởng, anh thật sự muốn đập đơn xin phiên hiệu cho mấy người Triệu Quốc Vũ sao? Tôi nói gì cậu cũng tin à? Tôi làm như vậy là để trấn an mấy người Triệu Quốc Vũ thôi. Bây giờ cậu ta tạm thời không thể lộ diện, cho nên tất cả những người đó nhiều nhất cũng chỉ là ngoài biên chế. Ngoài biên chế, trung đoàn trưởng, anh đã đồng ý với họ, chính thức đưa họ vào danh sách trung đoàn 149. Vậy tôi cũng phải quan sát chứ.
chỉ với đám người không ra gì đó, rốt cuộc có bản lĩnh thật hay không? Tôi vẫn còn đang thắc mắc đây. Trung đoàn trưởng, tôi càng nghe càng khó hiểu. Nếu đã như vậy, anh cần gì phải đồng ý với Triệu Quốc Vũ? Tôi làm như vậy là để giữ Triệu Quốc Vũ. Cậu cũng thấy, nếu tôi không tiếp nhận cấp dưới của cậu ta thì cậu ta sẽ không yên tâm ở lại chỗ tôi. Triệu Quốc Vũ này rất sĩ diện. Lúc ở trung đoàn 149 cũ, hai chúng tôi đều là tiểu đoàn trưởng, cho nên bây giờ tôi đưa cậu ta vào tiểu đoàn nào, cậu ta đều không phục. Tôi vẫn chưa thể cho cậu ta làm tiểu đoàn trưởng được, chỉ có thể hứa như vậy thôi. Trung đoàn trưởng vì Triệu Quốc Vũ đúng là hao tâm tổn sức. Cậu không biết đâu, nếu đánh thắng trận thật, một Triệu Quốc Vũ có thể đấu lại 10 Lý Chấn Quốc. Trung đoàn trưởng, về trang bị và vũ khí anh đồng ý cho họ, tôi nên bố trí hay là không? Cứ phát đi. Nếu như họ là người ngoài biên chế, vẫn chưa báo cáo thì chúng ta không đủ khẩu phần. Trung đoàn phó của tôi ơi, chuyện nhỏ như vậy cần tôi dạy cậu sao? Trung đoàn 149 bây giờ là trung đoàn có công, xin cấp trên thêm ít đồ, họ không thể không cho. Được, tôi đi làm ngay. Khoan đã, cậu đi căn dặn mấy người bên Lý Chấn Quốc, kêu anh ta phái thêm mấy người, đừng để mấy người bên Triệu Quốc Vũ gây ra chuyện rắc rối gì. Được. Sao vậy? Đứng lên đi. Tự coi mình là trưởng quan rồi sao? Anh à, anh ngồi đi, ngồi đi. Sao vậy? Có chuyện gì? Anh hỏi em, rốt cuộc em và Du Mẫn Chi đó có quan hệ gì? Đâu có quan hệ gì đâu, chỉ là trước đây từng gặp. Không phải nói rồi sao? Em muốn gặp ai đây? Anh nhìn thấy vẻ mặt Du Mẫn Chi đó không giống người tốt chút nào. Nói cũng phải, ánh mắt hắn láo liền, mấy lời hắn nói ra có thể là thật sao? Anh còn biết xem tướng nữa hả? Anh học mây giá sao? Còn học cái gì nữa? Hai mắt của anh được tôi luyện nhìn người rất là rõ. Theo quan sát của anh, chắc chắn hắn có mục đích khác. Em nói thật với anh, rốt cuộc chuyện này là sao? Không có chuyện gì hết. Không phải Du Mẫn Chi tốt lắm sao? Phải không? Nè, làm gì vậy? Không nói thật, anh sẽ đánh em đó. Những gì em nói là thật mà. Anh đi đâu vậy? Em không nói thật, anh đi tự hỏi Du Mẫn Chi, còn gọi cả Hoàng Ma Tử cùng nhau đi hỏi. Anh đừng kiếm chuyện nữa được không? Anh đây không rảnh rỗi. Em là em ruột của anh mà. Họ là anh em đồng đội anh đưa tới, anh phải chịu trách nhiệm với họ. Chuyện gì cũng phải nói rõ ràng, không thể không rõ ràng minh bạch được. Là chuyện đó à? Vậy nếu em đã đoán ra được suy nghĩ của hắn ta, sao em vẫn rơi vào bẫy của hắn ta vậy? Bởi vì trong tay của hắn nắm điểm yếu của em, lúc nào cũng có thể lấy mạng em. Em rất hiểu con người của hắn ta là người thế nào. Em tiếp xúc với hắn không phải là một ngày hai ngày. Nếu em không đồng ý điều kiện của hắn, em chắc chắn sẽ chết, bao gồm tất cả mọi người, không ai có thể sống sót. Bắt cóc quân binh của trung đoàn 126, mạo danh nhận vật tư quân dụng cũng đều là tội chết. Không phải em cũng biết được chuyện hắn lâm trận bỏ chạy sao? Cái này gọi là chứng cứ điểm yếu. Người biết hắn lâm trận bỏ chạy ngoài em ra, tất cả đều chết hết. Em không có bằng chứng. Em biết, từ lúc vừa nhìn thấy hắn, em đã biết sẽ có kết quả này rồi. Một mình em chết thì không sao, nhưng không thể làm liên lụy tới mọi người. Cuộc đọ sức của em và hắn đã được định sẵn. Em đang ở thế bất lợi, không có cơ hội trở mình nào. Nhưng mặt khác, anh à, cũng tốt mà. Hắn thật sự lợi dụng điểm yếu của em, giúp hắn đánh trận, giúp hắn lấy được công danh.
Chuyện này cũng không sao cả. Em chỉ muốn lên chiến trường, muốn giết giặc, có thể giết được tên nào hay tên đó. Hắn có thể giúp em, sao em lại không làm? Ngoài ra thì chúng ta dẫn theo những anh em này vốn chỉ là không danh không phận, không có hy vọng. Bây giờ có cơ hội vào quân chính quy, có thể có danh phận, còn có thể nhận quân lương. Em cảm thấy đối với họ mà nói, đây là kết quả tốt nhất. Anh thấy sao? Nếu em đã nói như vậy rồi, trong lòng của anh hình như thấy thoải mái hơn nhiều. Trong lòng anh thoải mái là được rồi. Nhưng mà Quốc Vũ à, em cứ để cho Du Mẫn Chi làm như vậy, để hắn tự do làm vậy tới khi nào? Từ nửa năm trước, lúc em bò ra từ đống người chết ở nhà thờ, có được xuất đầu lộ diện hay không, em thấy không quan trọng nữa. Em chỉ muốn có thể không phụ lòng các anh em đã ra đi, không phụ lương tâm của mình. Em muốn lên chiến trường, có thể chiến đấu trên chiến trường tới giọt máu cuối cùng, không mưu cầu gì nữa. Em khờ quá đi. Chở hàng đi. Trung đoàn phó, tiểu đoàn trưởng Triệu, chúng tôi làm theo lệnh của trung đoàn trưởng, phát vũ khí, trang bị và vật tư quân nhu cho các cậu. Được rồi, cảm ơn anh. Mau lên, dỡ hàng xuống đi, mau lên. Đi thôi, đi thôi. Vật tư đều ở đây, đây là danh sách, cậu kiểm tra đi. Có chuyện gì không? Trung đoàn phó, sao trong vật tư lại không có vũ khí vậy? Vũ khí trang bị đang trên đường tới, sắp tới nơi rồi. Nếu không có chuyện gì nữa, tôi đi trước đây. Anh xem vậy được không? Phát vũ khí của chúng tôi trước đi. Không có vũ khí thì không được. Tôi phải hỏi ý của trung đoàn trưởng. Tôi đi trước đây. À đúng rồi, trung đoàn trưởng kêu tôi nói với cậu, cậu và người của cậu không có chuyện gì thì cứ ở trước nhà đi, không được cho phép thì không được ra ngoài. Rõ. Coi đó, nhận quần áo đi. Nhẹ tay thôi. Dương Bán Tiên, cậu nhìn đi, rõ ràng là mây đẹp hơn cậu. Cái gì chứ? Để nói về chất liệu này, đúng là tốt hơn tôi một chút, nhưng mà nói về tay nghề thì không bằng tôi đâu. Anh xem, mây còn chỉ thừa nè. Cậu cứ nói khoác hoài đi. Anh vợ, xem giày của em nè. Tôi nói cho cậu nghe, giày da này mang vào sẽ ma sát với chân của cậu, lúc cậu đi sẽ phồng rộp chảy máu. Tôi xem cậu làm sao. Đôi này chắc hơn đôi của anh làm. Quốc Vũ, Quốc Vũ, cho em một bộ quân phục đi. Em cũng muốn mặc. Anh Quốc Vũ, phụ nữ mặc quân trang làm gì? Không cho mặc. Em rể, qua xem nè. Bây giờ chúng ta coi như là chính thức được ổn định rồi. Sau này chúng ta sẽ có cuộc sống tốt đẹp. Còn chưa đánh trận, sống tốt đẹp cái gì? Đợi đuổi giặc Nhật ra khỏi Trung Quốc rồi hãy nói. Vậy phải đợi tới khi nào đây? Khoan đã, tiểu đoàn trưởng Triệu, muốn làm phiền cậu một chút chuyện. Lo cái gì, phát quân lương là tôi lập tức thanh toán cho anh được rồi chứ. Cậu nói vậy là không có được. Không phải nói chuyện tiền nong. Tôi muốn làm phiền cậu giúp tôi hỏi thăm về Hà Muội Tử. Cậu nghĩ đi, trung đoàn 149 thuộc quân đoàn 18, trung đoàn phó giang lúc nãy đó, nói không chừng anh ta biết đó. Giúp tôi hỏi thử đi.
Được rồi, để tôi hỏi thử. Làm phiền nghe. Cho họ một xe hàng lớn như vậy, thật đáng tiếc. Trung đoàn trưởng chưa bao giờ hào phóng như vậy. Đây là muốn cho họ được dưỡng lão sao? Anh đừng cằn nhằn nữa. Trung đoàn trưởng nói, kêu anh bình thường để mắt đến nhà sao? Nếu Triệu Quốc Vũ có hành động gì bất thường, lập tức báo cáo. Chuyện này tôi sớm nghĩ tới rồi. Trung đoàn trưởng đã hỏi chỗ tôi, chẳng phải quý này sao? Trung đoàn phó, anh hãy kể cho tôi nghe đi. Triệu Quốc Vũ đó có quan hệ gì với trung đoàn trưởng vậy? Sao hả? Hình như là trung đoàn trưởng đối xử với cậu ta rất tốt. Nhưng tại sao lại kêu tôi giám sát cậu ta chứ? Chuyện này anh không cần biết đâu. Trung đoàn phó, có chuyện gì sao? Tôi muốn hỏi về một người. Anh có biết bệnh viện quân đoàn quân 18 ở đâu không? Bệnh viện quân y. Cậu hỏi bệnh viện quân y làm gì? Tôi muốn tìm một y tá nữ tên là Dương Ánh Hà. Bản thân có vợ rồi còn nhớ nhung y tá sao? Dương Ánh Hà này là hàng xóm dưới quê của tôi. Trước đây lúc đánh giặc tôi có gặp cô ấy, sau đó lại bị phân tán, nên tôi muốn hỏi thăm thử. Cậu Quốc Vũ, hóa ra hôm đó người cứu sư đoàn phó và đội tải thương của bệnh viện chính là cậu à? Sao anh biết chuyện này? Đúng lúc bộ đội hôm đó đi ngang qua, sau đó chúng tôi nghe thấy tiếng súng thì phái người chi viện sư đoàn phó và mấy người bên bệnh viện quân y. Nữ y tá mà cậu nói tôi có nhớ. Lúc đó cô ấy vừa khóc vừa gào xin trung đoàn trưởng Du vào núi cứu người. Sau đó trung đoàn trưởng... Vậy cô ấy đâu? Cô ấy đã được chúng tôi đưa tới hậu phương rồi. Nhưng mà bây giờ bộ đội được điều động thường xuyên, cụ thể ở đâu tôi không biết rõ. Có lẽ người vẫn an toàn. Được rồi, cảm ơn anh. Trung đoàn phó Giang, thằng nhóc này lại nói bậy nữa sao? Chỉ có mấy người cậu ta mà có thể đánh giặc à? Anh đó, đừng có coi thường họ. Tiểu đoàn trưởng Triệu, anh hỏi thăm được chưa? Họ thật sự có gặp được Hà Muội Tử. Vậy sao nữa? Trung đoàn phó nói Hà Muội Tử sau khi thoát khỏi nguy hiểm, đúng lúc gặp được trung đoàn 149, bây giờ đã được đưa tới hậu phương rồi. Cụ thể ở đâu thì không biết rõ, nhưng chắc chắn vẫn an toàn. An toàn là được rồi, an toàn là được rồi. Tiểu đoàn trưởng Triệu, chị Hà không sao thật chứ? Đã nói là không sao rồi, cậu hỏi nhiều quá vậy. Tốt quá rồi anh vợ ơi, như vậy chúng ta có thể yên tâm đánh giặc rồi. Yên tâm cái gì, tôi yên tâm là được rồi. Mắc mớ gì tới cậu? Bên Triệu Quốc Vũ có phản ứng gì không? Không có phản ứng gì, chỉ là hỏi chúng tôi chuyện vũ khí trang bị. Cậu trả lời sao? Đương nhiên là trả lời theo lời dặn của trung đoàn trưởng rồi. Trung đoàn trưởng, tôi thật sự không hiểu. Nếu như anh đã đồng ý nhận mấy người Triệu Quốc Vũ, vậy thì tại sao không phát vũ khí trang bị cho họ? Như vậy Triệu Quốc Vũ sẽ có suy nghĩ, cảm thấy chúng ta đối với cậu ta không đủ thành ý. Tôi không phát vũ khí trang bị cho cậu ta là tốt cho cậu ta. Cậu không hiểu con người của Triệu Quốc Vũ. Cậu ta khi đánh trận là một dũng tướng, nhưng có rất nhiều tật xấu: kiêu ngạo, cố chấp, tác phong thiếu kỷ luật, làm việc không nghĩ tới hậu quả, gây không ít rắc rối trong trung đoàn 149 cũ. Không cần nói đâu cho xa, người của trung đoàn 126 muốn cướp vũ khí của cậu ta thì cậu ta liền bắt họ. Thiếu ăn thiếu mặc thì cậu ta giả danh đi nhận vũ khí đạn dược. To gan như vậy không kiểm soát sao mà được? Tôi không phát vật tư quân dụng cho cậu ta, chính là đeo vòng kim cô lên đầu cậu ta, tránh để cho cậu ta nổi nóng, hại người hại mình. Tôi hiểu rồi. Hiểu rồi thì tốt. Rót ly nước đi.
Thưa ngài, bộ đội của tôi đã liên tục hành quân một ngày rồi. Các chiến sĩ đã rất mệt mỏi. Chúng ta cần nghỉ ngơi một chút không? Chúng ta đã bị tụt lại phía sau. Ra lệnh cho bộ đội tiếp tục tăng tốc đi. Rõ. Báo cáo, điện khẩn của đại tá. Lệnh cho bộ đội lập tức dừng lại rút lui. Rõ. Thưa ngài, xảy ra chuyện gì sao? Ngài đại tá ra lệnh chúng ta lập tức rút lui, phát động tấn công vào Nghi Thành lần nữa. Rõ. Nghiêm. Đằng sau quay. Đi đều bước. Theo tình báo cấp trên, chiều nay bộ đội của quân Nhật đã tập hợp trở lại, phát động tấn công vào Nghi Thành. Theo tình hình hiện tại, chúng ta là bộ đội bên ngoài Nghi Thành, không thể ngăn chặn cuộc tấn công của quân Nhật. Trận Nghi Thành này không thể tránh khỏi. Được rồi, tôi chưa đánh đã ghiền đâu. Nhìn tôi làm gì? Trung đoàn trưởng, cấp trên có mệnh lệnh không? Chúng ta đánh sao đây? Bộ sư đoàn ra lệnh nhiệm vụ của trung đoàn 149 chính là ở Bắc Lý Bình bên ngoài Nghi Thành. Ở đây và ở đây xây dựng hai tuyến phòng thủ, chính diện chặn đánh quân Nhật. Trung đoàn trưởng, như vậy thì quá khó rồi. Bắc Lý Bình này là một gò đất, khó có thể thủ. Đây chẳng phải là để nem chịu đòn sao? Phải đó. Tôi nghe nói lần trước tác chiến, hai trung đoàn của sư đoàn 4 chúng ta bị thương, đánh không thể đánh, rút không thể rút, hầu như là toàn quân bị tiêu diệt. Bây giờ khi chúng ta đi phòng thủ, đây chẳng phải là để trung đoàn chúng ta vào lò lửa sao? Đúng rồi đó. Như vậy làm sao được? Được rồi. Về chuyện này, tôi biết rõ hơn các cậu. Nhưng không còn cách nào. Đây là mệnh lệnh. Thủ không được cũng phải thủ cho tôi. Lần này trung đoàn chúng ta được cấp trên phân công cố thủ Bắc Lý Bình, là quân đoàn trưởng đích thân ra lệnh. Quân đoàn trưởng đích thân ra lệnh? Dựa vào đâu? Lần trước tấn công Nghi Thành, trung đoàn 149 dẫn đầu vào thành. Bây giờ trung đoàn 149 chúng ta được giang danh. Tiểu đoàn trưởng Lý, xem ra lần này lại nhờ vào anh rồi. Nếu không phải tiểu đoàn một các anh dẫn đầu vào thành, anh em chúng ta cũng sẽ không cần phải làm việc này đâu, đúng chứ? Trung đoàn trưởng, chuyện này hôm nay tôi phải nói rõ ràng với họ. Được rồi, được rồi. Tiểu đoàn 1 dẫn đầu vào thành là một dễ dàng cho trung đoàn chúng ta. Sao da mặt các cậu dày như vậy? Trấn Quốc, anh nói xem, trận này chúng ta đánh sao đây? Tiểu đoàn 1 chúng tôi sẵn sàng thủ phòng tuyến đầu tiên, để chúng tôi đánh sạch rồi. Tới tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 3 lên. Tôi thấy được, tiểu đoàn 1 là tinh nhuệ của trung đoàn 149. Hơn nữa, lần này có tiểu đoàn trưởng Lý làm gương sáng cho các anh em. Chúng ta cũng phải học hỏi tiểu đoàn trưởng Lý. Đúng vậy, có tiểu đoàn 1 phía trước, trong lòng chúng ta cũng yên tâm hơn. Vậy được. Phòng tuyến đầu tiên sẽ do tiểu đoàn 1 phòng thủ, tiểu đoàn 2 và 3 phụ trách phòng tuyến số 2. Bây giờ mọi người quay về chuẩn bị, sáng sớm ngày mai vào vị trí chỉ định. Rõ. Tan hợp. Đúng rồi, trung đoàn trưởng, tiểu đoàn 1 chúng tôi xuất phát. Vậy mấy người Triệu Quốc Vũ phải làm sao? Chuyện này anh không cần bận tâm, tôi tự có cách. Trung đoàn trưởng, sân bay có địa hình đặc biệt, anh để tiểu đoàn 1 Lý Chấn Quốc thủ ở đây có phải quá mạo hiểm không? Tiểu đoàn 1 của Lý Chấn Quốc bây giờ chỉ có một nửa binh lực. Nếu như không chống đỡ được, chỉ còn lại tuyến phòng thủ cuối cùng, đến lúc đó sẽ rất nguy hiểm. Không phải còn có Triệu Quốc Vũ sao? Anh muốn Triệu Quốc Vũ hợp tác cùng tiểu đoàn 1 tác chiến à? Không phải là hợp tác, là đơn độc gánh vác. Các cậu nhìn đây, đây là con đường duy nhất quân Nhật phải đi khi tiến công vào Bắc Lý Bình. Tôi muốn để Triệu Quốc Vũ lập một phòng tuyến ở đây, đi trước chặn đánh quân Nhật. Phòng tuyến này cách phòng tuyến của tiểu đoàn 1 hơn cả một dặm đường. Anh để Triệu Quốc Vũ phòng thủ ở đây,
Một khi quân Nhật tấn công, có thể Triệu Quốc Vũ sẽ trở thành mục tiêu công kích của giặc. Đến lúc đó, lỡ cậu ta chống đỡ không nổi, cậu ta muốn rút lui cũng không được. Vậy phải xem bản lĩnh của Triệu Quốc Vũ rồi. Tôi làm như vậy cũng là suy nghĩ cho cậu ấy. Nếu cậu ấy ngăn chặn được quân Nhật thì chính là lập được đại công, cậu ấy sẽ có cơ hội trở mình. Nếu như không ngăn được, vậy phải xem số phận của cậu ấy rồi. Ai cũng không giúp được. Tham mưu Quách, có. Cậu đi báo cho Triệu Quốc Vũ, kêu cậu ấy đến chỗ của tôi. Cứ nói tôi có nhiệm vụ tác chiến cho cậu ấy. Rõ. Tiểu đoàn trưởng, tôi thấy trung đoàn trưởng là có ý kiến với chúng ta. Mỗi lần đều để chúng ta làm bia đỡ đạn phía trước. Tiểu đoàn trưởng anh cũng vậy. Anh biết đây là cái bẫy mà vẫn chui vào trong sao? Bớt nói nhảm giùm đi. Không muốn đi theo tôi chịu thiệt thì các cậu mau cút đi. Chỉ cần đánh giặc, có thiệt thòi hơn nữa tôi cũng sẵn lòng. Tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn trưởng, chúng tôi không có ý đó. Không nói gì nữa. Anh nói sao chúng tôi sẽ làm vậy? Phải đó, nếu chúng tôi sợ chết thật thì đã về từ lâu rồi. Đúng đó. Đây mới chính là anh em tốt của tôi chứ. Trung đoàn trưởng Quốc Vũ, cậu tới rồi hả? Nào nào, qua đây, qua đây, qua đây. Tôi sức đầu mẻ trán luôn rồi. Cậu xem, quân Nhật đã bắt đầu phản công Nghi Thành. Sư đoàn trưởng ra lệnh trung đoàn chúng ta xây dựng hai tuyến phòng thủ ở Bắc Lý Bình, phía Tây Nghi Thành. Vốn dĩ tôi đã điều binh xong rồi, nhưng mà mới nãy, chỉ mới nãy thôi, sư đoàn trưởng lại gọi điện thoại tới, kêu tôi thêm một tuyến phòng thủ trước hai tuyến phòng thủ đó. Quốc Vũ, cậu cũng biết, mấy hôm trước trung đoàn chúng ta tấn công Nghi Thành, thương vong hơn một nửa. Tôi thật sự không đủ binh lực. Anh muốn để tôi ở tuyến phòng thủ này à? Vốn dĩ tôi không định để cậu tham chiến. Dù gì lính của cậu cũng là người mới, sao cũng phải huấn luyện một thời gian. Nhưng mà xét ra tôi thực sự hết cách rồi. Có thể giúp tôi hay không thì phải xem cậu rồi. Đương nhiên, dưa hái xanh không ngọt. Nếu cậu không muốn đánh thì tôi cũng không thể ép cậu được. Một trận tử chiến, đánh hay không đánh, cậu nói đi. Anh là trung đoàn trưởng, mệnh lệnh của anh tôi sẽ tuân theo tuyệt đối. Trong quân không có chuyện đùa. Tuổi quân của tôi không ngắn hơn anh, chuyện này tôi hiểu. Được. Vậy phòng tuyến đầu tiên sẽ do cậu toàn quyền phụ trách. Tiểu đoàn trưởng Triệu, cậu suy nghĩ kỹ đi. Phòng tuyến này, ngay khi trận chiến bắt đầu, sẽ đối mặt trực diện với quân Nhật. Nếu cậu không chắc chắn thì cậu tuyệt đối đừng nhận. Tôi sẽ nỗ lực hết mình. Quốc Vũ à, cậu còn yêu cầu gì thì cứ việc nói ra. Vũ khí đạn dược nhất định phải đủ. Chắc chắn rồi. Tôi đưa tất cả gia tài của tôi cho cậu. Ngoài ra người của tôi có vài người không thể tham chiến. Người nào? Anh tôi là hội trưởng nghĩa vụ quân sự ở huyện Hương Khê. Anh ấy tới đây để tiễn binh. Bây giờ đã đưa binh tới rồi. Anh ấy phải về báo cáo. Có ba người phụ nữ nữa. Chuyện này thì dễ rồi. Cậu có thể viết danh sách. Tôi có thể đặc biệt đưa những người trong danh sách đến hậu phương. Vậy tôi không còn gì để lo lắng nữa. Nhưng mà tôi cũng nói thẳng trước, ngoài những người có tên trong danh sách, những người khác đều phải tham chiến. Nếu không, chính là lâm trận bỏ chạy. Nhất định sẽ trừng phạt nghiêm khắc. Yên tâm đi, người của Triệu Quốc Vũ tôi sẽ không lâm trận bỏ chạy đâu. Tốt. Nhất Dương, bây giờ cậu đi sắp xếp đầy đủ vũ khí đạn dược cho anh em cấp dưới của Triệu Quốc Vũ. Còn có, phát trước nửa năm quân lương, rồi sắp xếp thêm một chiếc xe, đưa những người trong danh sách an toàn tới hậu phương. Rõ. Quốc Vũ, trận này có thể thành công hay không đều dựa vào cậu rồi. Nếu cậu có thể ngăn chặn được quân Nhật, tôi sẽ lập tức báo cáo với sư đoàn trưởng để minh oan cho cậu. Được.
Tiểu đoàn trưởng Triệu, Trung đoàn phó Giang, có chuyện gì sao? Có vài lời tôi không thể không nói. Theo quan sát của tôi với tiểu đoàn trưởng Triệu, có lẽ cậu là người thông minh, cậu không thể không biết sự nguy hiểm của phòng tuyến đó. Tôi muốn biết tại sao cậu không hề do dự mà đảm nhiệm nhận nhiệm vụ này. Hình như tôi không có lựa chọn nào khác. Nói như vậy, cậu đã nhìn ra ý đồ của trung đoàn trưởng rồi. Đối với tôi mà nói, chỉ cần có thể lên chiến trường giết giặc là đủ rồi. Cảm ơn anh.